Theo số liệu thống kê thì có đến 60% phụ nữ Việt Nam bị nám da, trong đó độ tuổi từ 30 đến 60 chiếm khoảng 70%. Tỷ lệ nữ so với nam là 6/1 và nám da chiếm 0,25 đến 4% các bệnh da liễu thường gặp. Nám da kéo dài, không được chữa trị tận gốc triệt để ngay từ ban đầu, khiến cho khuôn mặt các chị em trở nên xấu xí và mất dần sự tự tin. Thấu hiểu điều đó, Thẩm mỹ viện Ý Lan tại địa chỉ 100 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội đã đầu tư rất nhiều cho thiết bị hiện đại cùng công nghệ trị nám mới nhất như Lavien, Pastel, Laser Tanning, điều trị nám thành công cho nhiều khách hàng, giúp chị em sớm sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, tươi tắn. Mi cũng có tìm hiểu và đã đến thẩm mỹ viện Ý Lan ở 100 Tây Sơn và Mi làm những các cái liệu trình. Thực ra là ngay từ đến 1, đến 2, đến 3 liệu trình là Mi đã thấy cảm thấy là cái da của mình đã khác hẳn luôn rồi. Nó đã mờ dần và nó sáng lên dần. Và như các bạn biết là bây giờ là Mi không cần trang điểm mà cái tàn nhang và những cái vết nám đó nó đã hết. Qua đây thì Mi cũng thấy rằng là Mi đã đặt cái sự tin tưởng tuyệt đối vào thẩm mỹ viện Ý Lan và Mi mong rằng là mỗi một lần đến được các bạn ấy yêu ái, yêu mình hơn nữa và làm cho mình đẹp da hơn nữa. Với kinh nghiệm hơn 10 năm đồng hành cùng các chị em trên con đường tìm lại vẻ đẹp tự nhiên nhất cho làn da, thẩm mỹ viện Ý Lan xin khẳng định nám da không phải là bệnh khó chữa mà hoàn toàn có thể triệt tiêu tận gốc, mở ra cơ hội thay đổi nhan sắc và cuộc sống mới cho phái đẹp. Thẩm mỹ viện Ý Lan thì tôi cũng được qua giới thiệu của bạn. Thế khi được giới thiệu đến đây thì tôi chữa trị từ năm 2010. Thế thì tôi thấy là da tôi đã sáng đều lên và không có hiện tượng, đến bây giờ là không có hiện tượng quay trở lại nữa.